vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl được coi là một trong những thảm họa tồi tệ nhất lịch sử nhân loại. Nó không chỉ là những trang quá khứ đau buồn, mà còn là một tiền lệ xấu xí về việc ta để những lời nói dối lấp đi sự thật và gây ra hậu quả khủng khiếp. Thái độ bưng bít của chính quyền Liên Xô thời bấy giờ, sự thờ ơ phủ nhận của các quan chức cấp cao đã để sự thật bị hủy hoại bởi những lời thêu dệt. Tất cả đều là những phiên than góp phần vào ngọn lửa hôm đó, là mắt xích cho một chuỗi thảm họa đau thương tột cùng. Chernobyl của đài HBO không chỉ tái hiện thảm họa năm 1986, mà còn là hành trình phơi bày sự thật. 5 tiếng đồng hồ của phim là 5 tiếng đồng hồ của sự đấu tranh giữa việc nói ra hay chôn vùi công lý. Để rồi câu hỏi thực sự đơn giản chỉ còn là: vậy hậu quả của những lời nói dối là gì? Và sẽ còn bao nhiêu mạng người ngã xuống mà chẳng hay biết hình hài của sự thật? Hôm nay, hãy cùng phê phim điểm lại hành trình của miniseries đang nắm giữ số điểm khổng lồ 9.3 trên IMDb để cùng nhìn về thảm họa Chernobyl năm nào, sống lại từng giây phút định mệnh trong phòng điều khiển lò hạt nhân số 4 và một lần nữa chứng kiến những cái chết thương tâm. Lưu ý, video không thể thay thế trải nghiệm xem phim và Chernobyl là một tác phẩm mà không ai nên bỏ qua. Hãy cân nhắc trước khi tiếp tục. Phim bắt đầu vào ngày 26 tháng 4 năm 1988. Đó là căn phòng sập sệ của nhà khoa học có tên là Valery Lekasov. Tiếng bằng cassette vang vẳng khắp không gian mờ mịt bởi khói thuốc. Dưới ánh đèn buồn thảm, Valery đang tự thu lại những lời nói của mình, những sự thật mà thế giới chưa được biết về Chernobyl. Trên bàn là một tờ giấy ăn dính máu, hậu quả của những năm dài phơi nhiễm phóng xạ. Gói ghém cẩn thận 6 đoạn băng, Valery mang chúng xuống nhà nhưng giả vờ rằng mình đang đi đổ rác. Vì bên đường, đặc vụ mật của KGB vẫn đang theo sát nhất cử nhất động. Lèn vào một con ngõ tối, Valery giấu những lời nói của mình vào bên trong một ô cửa sổ rồi che kín lại. Xong việc, ông ta lên lầu, cho con mèo ăn, bình thản hút một điếu thuốc và rồi thắt cổ tự tử. Đồng hồ chỉ vào 1 giờ 23 phút 45 giây, vừa vặn 2 năm sau cái ngày định mệnh. Từ đây, phim mới lật lại những gì đã thực sự xảy ra. Đúng 2 năm và 1 phút trước đó, tức ngày 26 tháng 4 năm 1986 tại Pripyat, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phát nổ. Một ngọn lửa lớn bốc lên giữa màn sao đêm, kéo theo dư chấn khủng khiếp làm mọi người thức giấc. Ánh đèn từ những căn hộ bắt đầu sáng lên, tất cả đổ ra đường tò mò nhìn về phía ánh sáng. Họ không biết được rằng thứ mình đang thấy chính là địa ngục. Âm thanh ù đi và ta được nhìn thấy phòng điều khiển lò phản ứng hạt nhân số 4, nơi những con người bên trong đang tái mét vì tiếng nổ. Giữa những thông số, nút bấm chi chít trên bảng điều khiển, khuôn mặt họ chỉ nói lên một điều duy nhất: họ chẳng hiểu điều gì vừa xảy ra. Phó kỹ sư trưởng Anatoly Dyatlov, người trực tiếp điều hành trước khi tìm hiểu bất kỳ nguyên nhân nào, đã thực hiện hành động đầu tiên, đó là đổ lỗi xuống cho cấp dưới. Chưa cần biết cái gì vừa hỏng, ông ta muốn lỗi sai không phải là của mình. Sự đã rồi, tất cả phải cố chạy máy bơm dự phòng để nước liên tục được bơm vào lõi phản ứng reactor core. Nhưng họ có nào biết, phía dưới kia đã chẳng còn cái lõi nào. Ngay lúc đó, một kỹ sư khác chạy vào với giọng điệu thất thanh. Anh ta nói rằng chính mắt mình đã thấy phần nắp bị bật tung lên cùng đám khói, xác nhận thứ bị nổ chính là lõi phản ứng. Nhưng Dyatlov không tin, từ đổ lỗi, ông ta chuyển sang phủ nhận. Đinh ninh rằng lò phản ứng hạt nhân RBMK được cho là tân tiến thời bấy giờ không thể phát nổ. Mệnh lệnh chuyển xuống là vẫn mở máy bơm nước để hạ nhiệt. Dyatlov đi ra ngoài và trong phân cảnh này, ta thấy ông ta ngó qua cửa sổ. Những mảnh than chì vẫn còn nóng đỏ vương vãi khắp nơi. Vậy điều này có ý nghĩa gì? Than chì là thứ chỉ có trong lõi phản ứng. Nếu nó ở trên mái nhà, tức tất cả đã phát nổ. Dyatlov biết điều đó. Ông ta là một người có học vấn xuất sắc. Tuy nhiên, tất cả vẫn là sự phủ nhận. 1 giờ 25 phút, phía dưới nhà máy đã chỉ còn là một đống đổ nát. Mức phóng xạ khổng lồ khiến các kỹ sư bắt đầu nôn mửa, làn da đỏ rát. Thậm chí với những người nán lại quá lâu, khuôn mặt họ đã hoàn toàn bị hủy hoại. Phóng xạ đã xâm nhập vào mọi thứ, và ta thấy chỉ cần chạm vào cánh cửa thôi, vùng da tiếp xúc gần như ngay lập tức rỉ máu. Vì bảng điều khiển không chạy, các kỹ sư phải xuống tận nơi để mở van bằng tay. Bước vào trong, họ và cả chúng ta cuối cùng cũng nhìn được thấy sự thật. Khung cảnh trước mắt chính là địa ngục, chẳng có bóng dáng cái lõi nào ngoài một ngọn lửa khổng lồ hàng ngàn độ C. Ấy vậy mà Dyatlov vẫn đinh ninh rằng tình hình trong tầm kiểm soát, mức độ phóng xạ đo được vẫn ở mức 3.6 Röntgen, và ông ta tự trấn an rằng con số này chưa phải quá tệ. Tuy nhiên, tất cả các kỹ sư đều biết, thực chất đây chỉ là mức cực đại mà chiếc máy có thể đo được, còn lượng phóng xạ thật đang trôi nổi bên ngoài không khí. Nó nằm trong chính những vết thương, làn da lở loét và cả nỗi đau mà những con người bên dưới đang chịu đựng.
đó mới là chỉ số thật. Một kỹ sư nói, tất cả đã quá muộn màng. Chuyển góc nhìn sang các nhân chứng khác tại Pripyat, ta đến với Vasily Ignatenko, một lính cứu hỏa. Lệnh triệu tập được gửi đến ngay trong đêm khiến anh phải vội vã có mặt. Chỉ kịp gửi đến vợ một nụ hôn tạm biệt, Vasily khoác bộ quân phục ra đi. Đúng 1 giờ 30, những lính cứu hỏa có mặt tại lò phản ứng số 4. Trước mặt họ là một đám cháy dữ dội cùng đống gạch đá ngổn ngang. Một trong số các lính cứu hỏa tò mò đã nhặt một mảnh than chì lên. Và chỉ vài phút sau, tay anh ta đã chi chít những vết loang lổ. Những người lính nếm thấy vị kim loại trong không khí và Vasily đã cảm thấy có chuyện chẳng lành. Thực chất, hiện tượng ngửi thấy mùi kim loại là do những chấn thương não gây ra bởi phóng xạ. Nhưng vì thông tin đã bị bưng bít nên họ vẫn tiếp tục nối dài những vòi nước tiến sâu hơn vào ngọn lửa. Mỗi một phút họ tiến gần tới Chernobyl là thêm hàng tháng, hàng năm tuổi thọ bị rút ngắn. 2 giờ 30 sáng, giới Chopu lúc này mới bị đánh thức bởi tin động trời. Dyalov phải trình diện trước Viktor Bryukhanov, giám đốc nhà máy Chernobyl, và Nikolai Fomin, kỹ sư trưởng. Vẫn là những đoạn hội thoại quen thuộc. Trước khi hỏi tình hình thực sự là gì, Viktor và Fomin đã ngay lập tức đẩy trách nhiệm lên Dyalov. How can I be responsible? I was sleeping. Chuẩn bị sẵn đường lui cho mình, Dyalov vẫn giấu nhẹm chuyện chiếc lõi bị nổ và tiếp tục truyền quả bóng trách nhiệm xuống hai kỹ sư Akimov và Toptunov. Lỗi lầm cứ tiếp tục được đẩy xuống như vậy, mặc cho ngoài kia hàng chục lính cứu hỏa và các kỹ sư đang bỏ mạng. Người dân ở Pripyat tất nhiên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Họ còn dù nhau lên một chiếc cầu để nhìn đám cháy gần và rõ hơn. Trong màn đêm, Chernobyl sáng như một ngọn hải đăng rọi thẳng lên bầu trời. Thứ ánh sáng màu xanh đó chính là hiện tượng ion hóa không khí gây ra. Đám bụi bay ra như tuyết và tất cả đứng đó ngắm nơi có bức xạ gấp đôi Hiroshima một cách đầy thích thú. Một khung cảnh chết chóc đầy tính duy mỹ. Có một sự thật là tất cả những người tại cây cầu hôm đó đều đã thiệt mạng. Và cây cầu này được biết tới như một biểu tượng của sự chết chóc. 3 giờ 30, mọi hy vọng đã bị dập tắt. Các kỹ sư gần như đã bỏ cuộc. Máy bơm chẳng còn, điện thì mất. Tuy nhiên, Akimov và cộng sự Toptunov, hai kỹ sư đã bị Dyalov của trách, quyết định sẽ đi xuống để mở van bằng tay từng cái một. Họ muốn sửa chữa lỗi lầm của mình. Dù đến chính bản thân cũng không rõ mình đã sai ở đâu. Trái ngược với quyết tâm trên, 5 giờ 20, Viktor và Fomin tổ chức cuộc họp để chính thức đưa ra thông báo. Họ vẫn quyết định làm giảm mức độ quan trọng của vụ việc và tiếp tục đưa ra con số 3.6 Röntgen để trấn an mọi người. Trong phòng họp có người thể hiện sự lo lắng, nhưng tất cả đều sớm bị dập tắt. Tất cả đứng dậy vỗ tay như thể thảm họa đã đi qua và chẳng có gì được giải quyết ngoài những lời nói suông. Một kỹ sư khác xuất hiện. Và lúc này họ đã đo được mức độ phóng xạ bằng một chiếc máy hiện đại hơn. 200 Röntgen, đó là con số mới. Tuy nhiên, bi thảm đến mức nực cười là vẫn không có một ai tin. Không một ai. Và cũng đen đủi cho người kỹ sư nọ. Họ bắt anh ta lên tận mái nhà để nhìn xuống là phản ứng số 4. Người kỹ sư đứng đó, nhìn xuống cột khói đen đặc đang bốc lên. Cả khuôn mặt ông ta tái đỏ. Còn gì để nhìn nữa, tất cả đã trở thành thảm họa. Viktor và Fomin cứ tiếp tục đối chất, nhưng người kỹ sư lần này chỉ im lặng. Đằng nào họ cũng sẽ lại phủ nhận, sẽ lại nói nó không thể nổ. Ta nghe thấy rất nhiều lần câu thoại này, nhưng sự thật thì hôm đó lò phản ứng đã tan tành, Chernobyl đã tan tành, tất cả đã tan tành. Lính cứu hỏa khuỵu xuống mặt đất, hàng dài xe cứu thương được đưa đến ứng cứu. Máu, tiếng gào thét, nôn mửa khiến khung hình trở nên lộn xộn. Sự thật chỉ ở ngay ngoài cánh cửa ra vào, nhưng bên trong chẳng ai buồn bước ra nhìn. Trên trời, một con chim rơi xuống, nó rãy rụa trước khi chết dưới mặt đất. Tập đầu tiên khép lại bằng cuộc điện thoại tới nhà khoa học Valery Legasov. Ông được triệu tập tới một cuộc họp khẩn cấp, đánh dấu sự kiện tại nhà máy Chernobyl chính thức vượt khỏi tầm kiểm soát. 7 tiếng sau vụ thảm họa, tại Viện Năng lượng Hạt nhân Belarusian, nhà vật lý học có tên Yulana phát hiện mức tăng bất thường của phóng xạ trong không khí. Với niềm tin nó đến từ Chernobyl, cô đến tìm gặp quan chức địa phương để cảnh báo về nguy cơ tiềm tàng. Chúng là gì? Đó là tỷ lệ nhiễm ung thư tăng vọt, là nguồn thức ăn, nước uống bị đầu độc. Vùng tuyến giáp sẽ hấp thụ phóng xạ và hủy hoại cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, không quá bất ngờ, những gì Yulana nhận được là những cái lắc đầu. Chán nản, cô quyết tâm tiến thẳng đến Chernobyl, mặc kệ nguy hiểm, một nhà khoa học vô cùng dũng cảm. Một nhà khoa học khác lúc này đã có mặt tại Moscow để tham gia cuộc họp khẩn, đó chính là Valery Legasov. Tại đây, giới Chopu vẫn chưa hề hay biết về mức độ nghiêm trọng của Chernobyl. Họ đẩy cuộc họp xuống cuối và chỉ cho nó thời gian vô cùng ít ỏi. Boris Shcherbina,
Phó Chủ tịch Hội đồng vẫn báo cáo lại con số 3.6 röntgen và ông ta còn cười rằng độ nguy hiểm ở Pripyat chỉ nhìn hơn chụp X quang phổi. Thực chất, Boris cũng chỉ nghe lại báo cáo từ các quan chức ở Chernobyl, điều mà ta có thể chắc chắn là những lời nói dối trá. May thay, Valery đã không làm ngơ. Đối chất ngay giữa buổi họp, cuối cùng nhà khoa học đã khiến những con người trong căn phòng phải thực sự lo lắng. Ông ví nguyên tử uranium như hàng tỷ tỷ viên đạn di chuyển với tốc độ ánh sáng. Nó găm vào da thịt, gỗ, kim loại. Gió sẽ mang hàng triệu triệu tỷ viên đạn này vào trong không khí và chúng sẽ không ngừng bắn phá hàng trăm năm. Valery nói khiến giới chóp bù tái mặt. Vậy là cuối cùng, chính quyền đã phải cử Boris và Valery đến Chernobyl để xác minh. Tuy nhiên, mệnh lệnh vẫn là kín đáo và không để tin tức làm xấu mặt Liên Xô bị dò gì. Boris được miêu tả là một quan chức thuần túy. Ông ta khó tính, cứng nhắc và kỷ luật. Trên máy bay, Boris vẫn coi những lời nói của Valery là gây hoang mang không cần thiết. Với ông ta, chuyến đi này thật phí thời gian. Tuy nhiên, với thái độ cương quyết của Valery đã làm Boris lung lay. Và khi trực tiếp nhìn thấy Chernobyl rồi, chẳng khó để nhìn ra sự thật. Pripyat đang trở thành một chiến trường. Các xe cứu thương nối đuôi nhau chật ních lối vào bệnh viện. Lính cứu hỏa, quân nhân và cả dân thường, hàng trăm ca nhiễm phóng xạ đang đặt gánh nặng lớn lên cơ sở vật chất ít ỏi của bệnh viện thành phố. Valery và Boris hạ cánh trước sự tiếp đón đầy lo lắng của Furman và Victor. Hai kẻ này biết không có ai chứng minh được cái lõi đã nổ nên vẫn cố lấp liếm và nói rằng đây chỉ là vụ cháy bể nước chứa thông thường. Nhưng chúng ta đã đánh giá thấp Boris. Khuôn mặt của ông ta tỏ rõ sự nghi ngờ. Phó chủ tịch này có thể độc mồm, nhưng là một người cương trực. Thật may ở Chernobyl, không phải ai cũng như Foreman và Victor. Thượng tướng Bikalov đã tình nguyện đích thân mặc đồ bảo hộ đến gần lò phản ứng số 4 để đo lại số liệu. Ông tha tự đưa bản thân vào nguy hiểm còn hơn phải hy sinh cấp dưới. Vậy là họ bọc những tấm chì xung quanh xe, gắn máy đo đặc biệt của quân đội ở đầu và cứ thế tiến tới ngọn lửa. Valery đã đúng. 15.000 röntgen là những gì cái máy đo được. Còn số này nói lên điều gì? Nó gấp đôi quả bom nguyên tử bị thả xuống Hiroshima, Nhật Bản tính theo mỗi giờ. Thời gian trì hoãn càng lâu, mức độ phóng xạ sẽ càng lớn. Từ 10, 20 và rồi sẽ là gấp 40 lần quả bom chết chóc. Vậy là giờ tất cả đã rõ. Boris cuối cùng cũng tin những gì Valery nói. Bắt giam Foreman và Victor, mọi sự tập trung đổ dồn về cách để khắc phục hậu quả. Phương án đầu tiên là nước, nhưng nó không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Khi chúng sẽ bay hơi trong tích tắc. Vì vậy Valery đề xuất sử dụng cát và boron, nhưng số lượng cần tới là cả ngàn tấn. Boris đã có nhiều niềm tin hơn vào nhà khoa học của mình. Ông đồng ý gọi điện về Moscow để xin số lượng boron cần thiết. Vậy là vào ngày 27 tháng 4, tức 30 giờ sau vụ nổ, hàng loạt những chiếc trực thăng được huy động để dập tắt đám cháy. Ta được thấy mức độ tàn phá là kinh khủng đến nhường nào, khi một chiếc trực thăng ngay lập tức vỡ vụn khi bất cẩn bay quá gần cái lõi. Nguyên nhân là do bức xạ cao khiến kim loại cứng hơn nhưng đồng thời cũng giòn hơn. Cánh quạt gãy như thể một món đồ chơi rơi giữa không trung. Không thể dừng lại, nhiệm vụ vẫn tiếp tục. Từng lượt máy bay tiến vào tử địa. Boris và Valery đứng từ xa nhìn với ánh mắt buồn bã. Họ đang phải gửi những người đồng chí của mình vào chỗ chết. Lúc này, lượng phóng xạ ở Chernobyl đã lan rộng đến mức bị các nhà khoa học tại Thụy Điển và vệ tinh của Mỹ phát hiện. Liên Xô đã thất bại trong việc bưng bít thông tin. Bị ép buộc vào thế thừa nhận sai lầm, cuối cùng giới chóp bù đã phải đồng ý di tản người dân xung quanh Pripyat. Yulana đồng thời cũng đã có mặt tại Chernobyl. Cô cố tình để lực lượng an ninh áp giải để được gặp Boris và Valery. Tại sao cô lại gấp gáp đến gặp Valery đến vậy? Vì cô phát hiện ra việc thả cát và boron có thể sẽ dẫn tới một vụ nổ khủng khiếp hơn. Uranium nung chảy cát tạo ra một dạng lava nóng sẽ chảy xuống mặt đất và rất nhanh thôi sẽ chạm trán những bể nước. Chúng sẽ làm nước ngay lập tức bốc hơi, tạo ra một vụ nổ nhiệt trong bán kính 30 km, thổi bay 3 lò phản ứng hạt nhân còn lại ở Chernobyl và từ đó tiếp nối dài chuỗi thảm họa. Để giải quyết vấn đề này, phải có ít nhất 3 người am hiểu về nhà máy lặn xuống bên dưới và xả hết nước khỏi bình chứa. Tuy nhiên, điều khiến Valery và cả Boris băn khoăn đó là nước bên dưới đã bị phơi nhiễm nặng và đây là một nhiệm vụ tự sát. Chúng tôi đang xin ngài cho phép đưa 3 người đàn ông vào chỗ chết, Valery nói. Tưởng như sẽ chẳng có ai tình nguyện bán đi tuổi thọ. Nhưng không, giữa những kỹ sư của nhà máy, có 3 người đàn ông đã tình nguyện lặn xuống nguồn nước bị nhiễm phóng xạ. Không vì tiền, không vì danh dự. Như một câu thoại của Boris, họ đi vì đây là việc cần phải làm. Vậy là với bộ đồ bảo hộ, 3 người đàn ông bước xuống nơi nguy hiểm nhất trái đất trong một nhiệm vụ cảm tử. Thành công mở van xả nước, sự dũng cảm của họ đã ngăn chặn nguy cơ về một Chernobyl thứ hai. Nâng những chai bia chiến thắng trong tiếng vỗ tay,
ta lại bắt gặp ánh mắt buồn bã của Boris. Đây đã là lần thứ hai ông phải gửi những người đồng chí của mình qua cửa tử. Phía sau tính tình cứng nhắc là một người đàn ông đầy lòng trắc ẩn. Trong một diễn biến khác, ta được thấy những gì mà phơi nhiễm phóng xạ gây ra cho cơ thể các nạn nhân. Người vợ của lính cứu hỏa Vasily mà ta thấy trước đó đã lặn lội tới tận bệnh viện ở Moscow để được gặp lại chồng. Trông anh ta khỏe mạnh hơn những gì mà cô tưởng tượng, chỉ có những vết sẹo nhỏ trên gò má. Họ ôm lấy nhau trong một phân cảnh tươi sáng hạnh phúc. Tuy nhiên, như những gì Valerie đã giải thích, đó mới chỉ là bước đầu của cái chết. Bức xạ đã phá hủy cấu trúc tế bào và người bệnh chỉ khỏe lại trong từ 1 đến 2 ngày. Sau đó những tổn thương này mới thực sự biểu hiện. Tủy sống chết dần, hệ thống miễn dịch yếu đi, các cơ quan nội tạng và mô mềm bắt đầu phân hủy. Thậm chí động mạch, tĩnh mạch bị hủy hoại đến mức bác sĩ không thể tìm được chỗ để tiêm morphine. Nỗi đau là không thể tưởng tượng nổi và cái chết sẽ chỉ đến sau 3 ngày. Nhìn khuôn mặt của người vợ, tất cả không khỏi xót xa. Chồng của cô, như bao người có mặt tại Chernobyl hôm đó, đã chết một cách quá thảm khốc. Xác của họ được đóng trong một quan tài kiên cố, chôn thật sâu và lấp bê tông lên trên. Một khung cảnh sầu thảm. Đau đớn hơn, người vợ cũng đã mất đi đứa con trong bụng do phóng xạ. Các bác sĩ nói, đứa trẻ đã hấp thụ chúng thay cho người mẹ. Và khung cảnh cô ngồi bần thần bên cửa sổ bệnh viện, đau buồn đến mức tưởng như đã không còn có thể đong đếm. Trở lại với Chernobyl, tất cả đang chạy đua với thời gian khi cái lõi đã bắt đầu ăn mòn xuống lớp bê tông bên dưới. Nó sẽ ngấm xuống lòng đất và đầu độc mạch nước ngầm, biến tất cả dòng sông và những con người sống nhờ nguồn nước này thành nạn nhân. Vì vậy, những gì cần làm là đào một đường hầm và lắp đặt bộ tản nhiệt nitơ ngay dưới cái lõi để ngăn quá trình ăn mòn. 100 thợ mỏ từ Tula đã được huy động, và cũng như những con người dũng cảm khác mà ta thấy xuyên suốt phim, họ được mô tả với tính cách thẳng thắn. These men work in the dark. They see everything. Không ai ép buộc được họ phải đi đâu làm gì. Các thợ mỏ này chẳng sợ những quan chức, thậm chí còn chẳng sợ bị xử bắn. Nhưng sau khi nghe nguồn nước có thể bị đầu độc, tất cả lại đồng lòng gói ghém đồ đạc đến Chernobyl. Họ đi vì đại nghĩa. Tại đây, môi trường làm việc là cực kỳ khắc nghiệt. Các thợ mỏ phải đào hầm bằng tay dưới nhiệt độ 50 độ C. Thế là những người đàn ông này nghĩ ra một cách vô cùng hài hước, đó là cởi sạch quần áo, chỉ giữ một cái mũ nhỏ và bốt dưới chân. Hàng trăm công nhân khỏa thân làm việc tạo ra một phân cảnh khiến tất cả tròn xoe mắt, nhưng cũng cho thấy tính cách ngang tàn của những con người này. Mọi thứ đã dần được kiểm soát. Dẫu vậy, câu hỏi quan trọng nhất vẫn còn là ẩn số. Đó là lý do thực sự đằng sau việc lò phản ứng RBMK là gì. Quyết tâm tìm ra sự thật, Valerie đã cử Yulana về lại Moscow để phỏng vấn các kỹ sư vẫn còn sống sót để tìm ra sự thật. Và tất nhiên, không quên dặn cô hãy cẩn thận vì các mật vụ KGB vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động. Yulana khăn gói lên đường, nhưng tất cả những gì thu thập được là vô cùng ít ỏi. Akimov, Toptumov, tất cả đều đã gần đất xa trời và gần như biến dạng trong phòng bệnh. Ngược lại, Dialov không chịu hé nửa lời. Gã nói dù gì mình cũng sẽ bị xử tử, thật hay giả chẳng còn quan trọng. Tuy nhiên, Yulana đã bất cẩn. Cuộc điều tra của cô đã khiến KGB hiểu nhầm rằng cố định lan truyền tin tức về Chernobyl ra bên ngoài. Vậy là nhà khoa học của chúng ta bị bắt giam. Trở lại công cuộc ngăn chặn phóng xạ lây lan ở Chernobyl, Boris và Valerie lúc này cũng đang phải trình diện Moscow để xin cấp phép cho một kế hoạch dọn dẹp với quy mô khổng lồ. Hãy để ý bức hình này được treo tại sảnh, nó có liên quan mật thiết tới những gì mà Valerie sắp nói. 750.000 người là số lượng mà Chernobyl cần ngay lúc này. Valerie ước tính đó là số nhân lực cần để xây dựng một công trình bao quanh lò phản ứng. Mục tiêu là bịt kín cái lõi phát nổ, tránh việc phóng xạ tiếp tục lây nhiễm ra không khí. Chưa hết, mỗi cành cây ngọn cỏ, tảng đá, con thú đều đang hấp thụ một lượng lớn phóng xạ, đặc biệt là động vật khi chúng có thể mang những phóng xạ này đi xa. Tất cả phải được dọn dẹp để thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của thảm họa. Tất nhiên, Valerie cũng báo trước, hàng ngàn người trong số đó sẽ chết, và đó chính là liên hệ đến bức tranh được treo ở sảnh. Tác phẩm này có tên Ivan the Terrible and His Son, hay Ivan Bạo Chúa và Con Trai. Đây là hình ảnh Sa Hoàng Nga đang ôm thi thể người con trai của mình mất mạng do chính tay ông. Nó cũng ẩn dụ cho việc Liên Xô đang phải gửi những người con của mình đến tới Chernobyl, tới vùng đất chết. Theo những giả thuyết của người xem, việc hoàng tử hay người nối dõi trong bức tranh qua đời đồng nghĩa với sự sụp đổ của cả một đế chế. Trong hồi ký của lãnh đạo Mikhail Gorbachev, ông cũng đã viết rằng Chernobyl đóng góp không nhỏ vào sự suy tàn của Liên Xô, một ẩn ý vô cùng thú vị. Không quên người bạn của mình, Valerie đã thẳng thắn đối chất với giám đốc KGB ngay sau cuộc họp và đòi thả Yulana. Điều này không hề dễ dàng.
Nhưng may thay, hiểu nhầm đã được phá bỏ và cô được trả tự do. Tiếp tục công việc giang dở, Yulana lên đường tìm cho ra nguyên nhân vụ nổ để thảm họa không tái diễn một lần nữa. Sau 3 tập đầu tiên đầy biến động, cuối cùng tập thứ 4 tiếp tục đưa ta đến với công cuộc dọn dẹp đầy gian khổ tại Chernobyl. Theo chân một thanh niên trẻ mới nhập ngũ, nhiệm vụ của cậu là phải đi giết từng con vật trong phạm vi xung quanh thảm họa. Ở đây, những người lính có luật như thế này, đó là đã bắn thì hãy bắn cho chúng chết hẳn và tuyệt đối đừng bắt những con vật phải chịu đau. Gõ cửa từng nhà, giết hại từng đàn kể cả những con non. Chúng có tội gì không? Tất nhiên là không. Lỗi sai là ở loài người, nhưng chúng mới là những kẻ phải gánh chịu thay. Một phân đoạn thật đau lòng, chất xác lên xe tải, chôn xuống lòng đất và rồi cũng phủ kín xi măng. Hàng trăm hàng ngàn động vật đã bị giết tại Chernobyl vào tháng 9 năm 1986. Trở lại công cuộc xây dựng mái bao quanh lò phản ứng số 4, có 3 khu vực được chia với mức độ phóng xạ tăng dần đều. Ở 2 khu vực đầu, Boris, Valery và các cộng sự đã nghĩ ra một cách, đó là sử dụng những chiếc Moon Rover, những chiếc xe thám hiểm mặt trăng để dọn dẹp các mảnh vụn than trì trên mái. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và Valery trong phút chốc đã nghĩ mọi thứ sẽ chót lọt. Tuy nhiên, phần khó nằm ở khu vực cuối cùng mà Valery đặt tên là Masha. Có bức xạ lên tới 12.000 röntgen, tức nếu mặc đồ bảo hộ từ đầu tới chân, đứng trong đó 3 phút, ta sẽ chết sau 1 tháng. Thậm chí đến cả những chiếc Moon Rover cũng không thể chịu nổi. Vì vậy họ cần những con robot khác. Giới Chopu đã đàm phán với Đức và mang về một cỗ máy có tên Joker, hứa hẹn hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng. Ấy vậy mà chưa đầy 30 giây sau khi khởi động, con robot đã chết cứng. Nguyên nhân thật buồn cười, đó là để giữ thể diện, chính quyền đã nói dối, lượng bức xạ xuống là 2.000 röntgen. Họ không muốn Liên Xô bị bẽ mặt vì là nơi để xảy ra thảm họa nguyên tử tồi tệ nhất lịch sử nhân loại. Boris như phát điên, ông ta chửi ầm ĩ trên điện thoại, mặc kệ đám KGB hay bất kỳ ai đang nghe lén. Hàng ngàn con người đang liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà phía bên kia chiến tuyến có vẻ chẳng ai để tâm. Đập nát chiếc điện thoại, ta thấy nỗi tức giận của Boris là nỗi tức giận chung của biết bao con người tại Chernobyl. Vậy là chẳng có bất kỳ con robot nào được gửi đến sau đó. Và tất nhiên, giới Chopu sẽ không cúi mình trước Mỹ, nhất là khi cuộc chiến tranh lạnh vẫn đang diễn ra. Cực chẳng đã, Valery đã nói, bio robot hay robot sinh học, một từ nghe thật xa xỉ. Nhưng thực chất ta đều biết đó là những con robot bằng xương bằng thịt, lại là những sinh mạng, những người con của mảnh đất này và lại là một nhiệm vụ tự sát. Tháng 10 năm 1986, nhiệm vụ nguy hiểm bậc nhất tại Chernobyl được tiến hành. Mỗi đội dọn dẹp gồm 4 cá nhân sẽ tiến vào phần mái dọn dẹp các mảnh than trì. Họ chỉ được phép ở đó đúng 90 giây nếu không muốn mất mạng. Mang theo các dụng cụ như xẻng và tuyệt đối không được chạm vào các mảnh than. Họ sẽ phải xúc chúng đổ ngược vào trong lõi. Valery trực tiếp giám sát. Và khi tiếng cảnh báo giờ phát lên, có lẽ người xem đang được chứng kiến một trong những phân đoạn xuất sắc nhất lịch sử phim truyền hình. Ta nín thở theo từng bước chân của những người lính khi tính mạng của họ được tính bằng giây. Máy quay như một người trực tiếp có mặt, rung lắc theo từng chuyển động. 3.828 binh sĩ đã tham gia nhiệm vụ ngày hôm đó, 3.000 con robot sinh học. Bên kia chiến tuyến, Yulana đã lần ra manh mối. Cô tìm thấy một tập tài liệu được soạn bởi nhà khoa học có tên Volkov. Tuy nhiên, nhiều trang trong số đó đã bị xé mất cùng những thông tin bị giấu đi. Không ai khác, đó chính là hành động của KGB. Nhanh chóng trở về báo tin, cả ba gặp mặt tại một tòa nhà bỏ hoang để tránh nghe lén. Lúc này Yulana nhận ra Valery từ lâu đã biết về tập tài liệu. Ông từng là đồng nghiệp của người viết ra chúng. Từ đây, sự thật đã rõ. Lỗi sai nghiễm nhiên thuộc về Dyalov khi sự chỉ đạo của ông đã đẩy lò phản ứng tới giới hạn. Tuy nhiên, vấn đề còn nằm ở những thanh điều khiển, thứ đóng vai trò như những chiếc phanh. Các kỹ sư hôm đó đã ấn nút AZ5 để đẩy những thanh điều khiển vào và ngắt mọi hoạt động của lò phản ứng. Nhưng thay vì giảm nhiệt độ, chỉ số lại bất ngờ tăng vọt dẫn đến vụ nổ. Tại sao? Vì khi các thanh điều khiển đã được rút ra trước đó, bị đẩy lại vào lò phản ứng đột ngột, thì than trì lại là thứ đầu tiên phản ứng. Vậy than trì từ đâu ra? Chúng chính xác là các đầu thanh điều khiển. Volkov đã phát hiện ra điều đó từ tận năm 1975, nhưng đề tài này đã bị KGB giữ kín với một mục đích duy nhất, đó là không ai được phép nghi ngờ về sức mạnh công nghệ tuyệt đối của nền công nghiệp hạt nhân Liên Xô. Dyalov có lỗi, chắc chắn rồi, nhưng chúng cũng được chia đều cho những kẻ đã che đậy thông tin kia. Với tính khí của mình, Yulana khuyên Valery hãy nói ra sự thật trong cuộc họp nguyên tử thế giới diễn ra tại Viên sắp tới. Còn tới 16 lò phản ứng RBMK khác ở khắp Liên Xô, tức là 16 quả bom nổ chậm đang chỉ chờ đợi một sai sót. Cô cho rằng ai đó phải nói ra sự thật.
Phía còn lại, Boris một mực phản đối. Ông coi đó là một hành động chống đối vô cùng ngây thơ và sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng. Dyatlov, Forman và cả Viktor sẽ sớm bị đưa ra xét xử. Vì vậy lúc này những gì Valery sẽ nói trước công chúng là vô cùng quan trọng. Valery bị đặt vào một tình thế giằng xé. Ông lo sợ cho tính mạng của mình, bộ mặt của quốc gia, nhưng đồng thời cũng là một sự thúc giục tìm kiếm sự thật, một trách nhiệm quá đỗi lớn lao đặt lên vai người đàn ông nhỏ bé. Và cuối cùng, Valery đã chọn thỏa hiệp. Tại viên năm đó, ông đã không đả động lấy một từ về những sai sót của chính quyền. Thế giới chỉ biết rằng đó là lỗi vận hành và Liên Xô lấy lại danh dự của mình. Đổi lại cho sự dối trá đó, phía KGB phải đồng ý bí mật sửa chữa lại toàn bộ các lò phản ứng RBMK để tránh việc thảm họa Chernobyl lặp lại. Mọi thứ diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, như Yulana đã nói, thỏa hiệp với KGB thì quá thật ngây thơ. Hàng tháng trời trôi qua mà chẳng hề có lấy một buổi thảo luận về việc sửa chữa các lò phản ứng. Valery sốt ruột nhưng cũng chẳng có chút quyền lực nào để lên tiếng. Phía KGB lại tiếp tục hứa chỉ cần trong buổi xét xử tại tháng 7 tới đây, Valery đổ mọi tội lỗi lên Dyatlov, Forman và Viktor, họ sẽ tiến hành sửa chữa. Lại là những lời nói suông. Những ngày tháng sau đó, Valery tiểu tụy đi trông thấy. Ảnh hưởng từ phóng xạ do thời gian còn ở Chernobyl cuối cùng đã xuất hiện cùng với những sợi tóc rụng trên mái đầu. Tuy nhiên cuộc chiến bên trong nội tâm nhà khoa học dũng cảm này còn dữ dội hơn vậy. Một câu hỏi muôn thuở vẫn luôn đày đọa ông: sự thật hay những lời dối trá? Tháng 7 năm 1987, phiên tòa xét xử các cá nhân liên quan tới thảm họa Chernobyl được tổ chức. Boris, Valery và Yulana được chọn làm những nhân chứng với ba bị cáo là phó kỹ sư trưởng Dyatlov, kỹ sư trưởng Forman và giám đốc nhà máy Viktor. Từ đây, phiên tòa lật lại 12 tiếng trước tiếng nổ kinh hoàng của ngài định mệnh đó. Qua lời kể đầu tiên từ Boris, rồi Yulana và cả Valery, người xem cuối cùng cũng được biết chuyện gì đã dẫn đến địa ngục ngày hôm đó. Thì ra, vào ngày 26 tháng 4 năm 1986, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phải trải qua một bài kiểm tra. Đó chính là mô phỏng lại sự cố mất điện để xem liệu nhà máy có đủ tiêu chuẩn an toàn hay không. Nhà máy của giám đốc Viktor đã thất bại 2 lần trước đó. Vì vậy ông ta cực kỳ muốn đạt chỉ tiêu lần này. Ông ta muốn một thành tích để được tuyên dương. Tuy nhiên, ngay trước khi bài kiểm tra chuẩn bị được tiến hành, một cuộc điện thoại đã gọi đến. Quản lý mạng lưới điện Kiev nói rằng hãy lùi bài kiểm tra xuống 10 giờ để nhà máy vẫn sản xuất đủ điện cho tới nửa đêm. Tất nhiên các kỹ sư đã phản đối, nhưng ba gã đàn ông kia đồng ý. Vậy tại sao việc này lại góp phần vào thảm họa? Vì nửa đêm chính là thời điểm đổi ca. Những kỹ sư trực đêm không hề hay biết về bài kiểm tra và thậm chí còn chẳng có kinh nghiệm. Toptunov mới chỉ 25 tuổi và 4 tháng kinh nghiệm. Một thanh niên trẻ như vậy ngồi sau bảng điều khiển trong một bài kiểm tra sống còn. Thật quá tắc trách. Phim cũng giải thích cho chúng ta cách vận hành của lò phản ứng hạt nhân. Như Valery nói, nó là một điệu nhảy vô hình của sự tăng giảm nhiệt, một chu kỳ cân bằng nhịp nhàng. Tuy nhiên vào ngày hôm đó, mức nhiệt đã bị giữ ở mức thấp quá lâu do lùi bài kiểm tra. Vì vậy khí độc xenon trong lò đã không bị đốt cháy, dẫn đến sự giảm nhiệt nghiêm trọng. Để làm bài kiểm tra, nhà máy cần giữ ở mức 700 MW, tức mô phỏng sự cố mất điện. Tuy nhiên trên bảng điện tử hôm đó, những con số rơi xuống với vận tốc chóng mặt, 500, rồi 200, 100 và rồi gần về không. Lúc này bài kiểm tra chắc chắn đã thất bại. Các kỹ sư khi đó đã đề xuất tắt toàn bộ lò phản ứng và đợi 24 tiếng đồng hồ theo quy định. Nhưng Dyatlov nói không. Ông ta vứt bỏ toàn bộ quy tắc an toàn, hướng dẫn, mắng chửi cấp dưới, văng tục và thậm chí còn bỏ cả vị trí giám sát. Với ông ta, bằng mọi giá bài kiểm tra phải được hoàn thành. Tại sao? Vì nếu đạt chỉ tiêu trong năm nay, Viktor sẽ được thăng chức, Forman sẽ ngồi vào ghế của Viktor và Dyatlov sẽ ngồi vào ghế của Forman. Tất cả chỉ vì những thành tích, danh hiệu. Yêu cầu cấp dưới ngay lập tức đưa nhiệt độ tăng lại mức 700, Dyatlov đã chính thức trở thành tội đồ của nhân loại. Cuộc họp tạm nghỉ và kết quả dành cho ba kẻ trên vành móng ngựa dường như đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến khi Valery và Boris trong giờ giải lao đã có một cuộc trò chuyện riêng với nhau. Giờ họ đã là hai người bạn vào sinh ra tử. Boris ho liên tục, chiếc khăn trên tay ông đã dính máu. Đến lúc này, ông mới thú nhận rằng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Và Điện Kremlin khi đó đã cử ông đi Chernobyl vì kể cả khi ông bỏ mạng, họ cũng chỉ mất đi một kẻ nhỏ bé. Valery cũng vậy, một nhà khoa học nhỏ nhoi. Có hay không những lời làm chứng của ông, phán quyết vẫn sẽ y nguyên như vậy. Công lý là câu chuyện mà kẻ mạnh tự vẽ nên. Ta nhìn thấy con sâu bò trên quần Boris, nó nhỏ bé như chính số phận của cả hai trong trò chơi chính trị. Từ chính cuộc nói chuyện này, có điều gì đó đã thay đổi trong Valery.
Ông tiến đến bục làm chứng, đứng ngay giữa phiên tòa, trước mặt tất cả mọi người cùng các nhà khoa học đến dự và dõng dạc nói ra sự thật. Một sự thật không bị bóp méo, tô đen che lấp. Ông tuyên bố lò phản ứng RBMK đầy tự hào của Liên Xô thực chất tồn tại vấn đề. Và nếu không tỉnh mộng khỏi những lời dối trá hòa Mỹ, thảm họa Chernobyl sẽ lặp lại. Cả khán phòng chao đảo, một nhà khoa học đang vạch trần sự tắc trách của chính quyền Liên Xô. KGB ngay lập tức đưa Valery đi, điều mà ông đã hoàn toàn dự liệu trước. Trên mặt nhà khoa học không có lấy một biểu cảm sợ hãi. Mọi lời khai hôm đó đều không có mặt trên báo chí. Valery bị bãi bỏ mọi quyền hạn và giam lỏng suốt đời, không bạn bè, không người thân. Khi ông bị áp giải, Boris và Yulana lén nhìn người bạn của mình lần cuối. Và rồi tất cả những năm tháng sau đó, họ không bao giờ gặp lại nhau. Kết cục của người anh hùng cuối cùng lại chính là số phận tầm thường. Thật bi thảm. Tại đây, dòng thời gian đã hoàn thành. Tập cuối cùng nối lại với tập đầu tiên, nơi 2 năm sau, Valery tự tử tại nhà riêng. Nhưng Valery chưa bao giờ nhận mình là người hùng. Thứ ông muốn có chỉ là sự thật và duy nhất sự thật. Đúng vậy, sự thật vẫn luôn nằm đó, dù có ai tìm kiếm hay không. Sau cái chết của Valery, một làn sóng phản đối quyết liệt từ các nhà khoa học đã khiến Liên Xô bấy giờ phải thừa nhận sai lầm của lò phản ứng RBMK. Tất cả các nhà máy điện hạt nhân sau đó đã được sửa chữa để tránh sự kiện ở Chernobyl tái diễn. Ta được đi qua toàn cảnh của Pripyat, của Chernobyl, vùng đất mà đến tận ngày nay vẫn không hề có bóng con người. Trong khung cảnh đó, phim đưa ra 2 câu hỏi mà thực chất ta đều biết câu trả lời. Đó là cái giá của sự thật là gì? Và cái giá của những người nói dối là gì? Cái giá của sự thật chính là mạng sống của những người sẵn sàng dâng hiến để tìm ra. Valery, Boris, Yulana và hàng ngàn con người khác. Vậy còn cái giá của những lời nói dối là gì? Cũng vô cùng đơn giản. Cái giá của những lời nói dối chính là thảm họa Chernobyl. Một series có thể coi là xuất sắc. Chernobyl là những lời ngợi ca gửi đến các anh hùng thầm lặng. Phần lớn nội dung ta được dõi theo các kỹ sư, thợ lặn, y tá, lính cứu hỏa, phi công và cả các nhà khoa học xả thân vì đại nghĩa. Thứ sự thật họ cống hiến to lớn hơn tất thảy những đấu đá chính trị. Họ làm vì đó là việc phải làm. Và điều tuyệt vời của series này là giúp chúng ta không quên những con người nhỏ bé đó, không quên những gì thảm khốc mà vụ rò rỉ đã gây ra. Tưởng nhớ những người đã chịu đựng và hy sinh. Đó là lời cuối cùng trước khi phim kết thúc cùng những cảm xúc ám ảnh. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.